Tiếp tục chương trình làm việc, trong buổi chiều kỳ họp đã nghe một số báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, tình hình chấp hành pháp luật và tiến hành thảo luận tổ. Các đại biểu đã nghe bà Đặng Thị Gấm, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và các nội dung được phân công. Nghe ông Nguyễn Trung Thành, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023 và các nội dung được phân công. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia 5 tổ thảo luận. Qua ghi nhận tại 5 tổ thảo luận, đa số các đại biểu đều đồng tình với các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia đóng góp bổ sung nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023. Trong đó tập trung thảo luận đề xuất thêm các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, phát huy những mặt mạnh, góp phần thực hiện đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước chủ yếu theo kế hoạch năm 2023. Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư công, bảo vệ môi trường, hoạt động thương mại dịch vụ. Các đại biểu kiến nghị tỉnh điều chỉnh nghị quyết về quy định tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất để địa phương có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, có cơ chế đặc thù cho một số địa phương đang thực hiện đẩy mạnh phát triển đô thị, xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Ngày mai, ngày 9 tháng 12, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Dự kiến chương trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo thảo luận tại tổ và nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu và trả lời một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ tiến hành bầu cử, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.